Và tiếp theo là về xử lý ngoại lệ. Thì ngoại lệ là một cái lỗi ha, nó là một cái lỗi xảy ra khi mà chúng ta thực hiện chương trình. Ví dụ như chúng ta thực hiện phép chia biến này, phép chia chẳng hạn. Tuy nhiên có thể là giá trị của mẫu số cái biến ở mẫu đó chúng ta đó có thể là một số bằng không, và lúc này sẽ gây ra một cái lỗi là ngoại lệ. Hoặc là chúng ta có thể mở một cái tập tin nào đó nhưng mà cái đường dẫn ta truyền vào là nó không có tồn tại, cũng có thể dẫn đến các cái lỗi. Nói chung một cái ngoại lệ là một cái lỗi xảy ra mà khi chúng ta thực hiện chương trình, thường là các cái lỗi có thể liên quan đến các cái trong quá trình tính toán số học, hoặc là các lỗi mà chúng ta hàm chiếu đến trong số các cái đối tượng không hợp lệ. Khi một lỗi xảy ra thì một đối tượng ngoại lệ sẽ sinh ra và chương trình bắt buộc phải dừng lại và phải xử lý ngoại lệ. Thì để bắt các cái ngoại lệ chúng ta sẽ sử dụng với cấu trúc try-catch và finally. Try-catch, finally. Try-catch thì try-catch là bắt buộc, còn cái khối lệnh finally thì nó là không bắt buộc, tức là chúng ta có thể hiện vào finally hoặc không. Nói chung thì hoặc là chúng ta sử dụng cái cấu trúc try-catch này để chúng ta bắt lỗi, hoặc là chúng ta cũng có thể vẫn cái ngoại lệ này ra người khác. Chẳng hạn như khi mình ta viết các cái hàm đó, các cái phương thức ở trong chương trình đó, mà các cái hàm đó nó có khả năng nó có các cái ngoại lệ đó mà chúng ta không muốn xử lý đó, chúng ta để các cái ngoại lệ của cái hàm đó cho người sử dụng các cái hàm đó phải xử lý, thì chúng ta chúng ta quẳng cái ngoại lệ đó ra bên ngoài, chúng ta không xử lý. Thì đôi khi chúng ta cũng thực hiện thao tác đó. Tuy nhiên thì thường là khi mà quẳng ngoại lệ đó thì chúng ta chỉ áp dụng cho các cái hàm thôi. Còn đối với chương trình chính đó, đối với khi viết trong chương trình main đó, thì chúng ta phải xử lý đó. Tức là có ngoại lệ thì chúng ta phải xử lý, phải bắt nó và xử lý, phải sử dụng cấu trúc try-catch để bắt và xử lý. Còn cái việc quản ngoại lệ thì chỉ áp dụng khi mà chúng ta viết các cái hàm thôi. Chúng ta có thể ném, khi chúng ta viết cái hàm là chúng ta không muốn xử lý cái ngoại lệ trong cái hàm của chúng ta đang viết á, chúng ta muốn ném nó ra ngoài đó, cho cái người mà cái nơi mà sử dụng cái hàm đó mới xử lý cái ngoại lệ đó. Chúng ta phải ném cái ngoại lệ đó qua. Còn nếu như mà chúng ta không có xử lý ngoại lệ đó thì chương trình chúng ta nó khi mà gặp cái lỗi ngoại lệ này thì nó có thể bị dừng lại, để nó sẽ báo lỗi và dừng lại, không thực hiện chương trình nó sẽ không thực hiện tiếp. Thì đây là cái cú pháp dùng để bắt ngoại lệ, ta có cấu trúc là try, bên trong nó là các chứa các câu lệnh và nó có khả năng sinh ra lỗi. Tóm lại các câu lệnh nào có khả năng sinh ra lỗi thì chúng ta sẽ đưa nó vào cấu trúc try này, và trong bên trong cái khối lệnh của cái mệnh đề try này. Rồi sau đó là danh sách các cái task phía sau, tức là danh sách các cái lỗi mà chúng ta muốn xử lý. Có thể nếu như rơi vào cái ví dụ như chúng ta có bên sau trong cái khối lệnh này nó có nhiều loại lỗi, thì ở phía sau chúng ta sẽ có các cái danh sách các cái lỗi tương ứng mà có khả năng xảy ra bên trong cái khối lệnh này. Rồi cuối cùng là cái mệnh đề finally. Đối với mệnh đề finally thì có hay không được, tức là thì chọn thôi, tức là các khi mà danh sách các cái ngoại lệ trên đây nếu như mà nó không có loại nào mà nó khớp với các cái danh sách các ngoại lệ trên đây thì các cái mình finally các cái lệnh trong cái khối finally mình sẽ được thực hiện cả trong trường hợp có và không có ngoại lệ xảy ra nhé. Tuy nhiên cái khối lệnh finally nó không bắt buộc nha, tức là các cái lệnh trong cái khối finally này kể cả có ngoại lệ hay không cũng vẫn được thực thi. Và có một cái lưu ý là các cái ngoại lệ trong Java nó sẽ được tổ chức theo dạng phân cấp với cái gốc và lại exception. Trong trường hợp mà chúng ta không muốn xử lý từng cái ngoại lệ, chúng ta có thể đưa cái exception này vào đây luôn, tức là cái chúng ta cắt ngay cái exception, cắt ngay cái gốc đó luôn. Lúc này chúng ta
không cần phải liệt kê danh sách các cái ngoại lệ giống như này. Nếu như trong trường hợp chúng ta không cần phải quan tâm cái lỗi nó là thuộc các lỗi nào trong danh sách trong từng lỗi, chúng ta cast trực tiếp cái exception luôn. Chúng ta chỉ cần duy nhất một cái cast thôi, thay vì chúng ta phải lấy ra danh sách các cái cast từ trên xuống dưới. Thì đây là cái cấu trúc của cái ngoại lệ, cái nút gốc của nó đó, cái exception và cái exception. Chúng ta khác ngay chỗ này đây, chúng ta không còn quan tâm, chúng ta không còn quan tâm các cái từng cái lỗi bên dưới, còn không thì chúng ta phải bắt từng lỗi ha. Thì ở đây nó chỉ là một số các cái lỗi có thể có thôi, thật ra nó còn nhiều cái lỗi khác nữa chứ không phải chỉ bên mình thôi. Nhập vào cái input mismatch exception. Chẳng hạn như là ở đây chúng ta có một cái hàm là get in. Get in này thì nó cho phép ta nhập vào một con số nguyên. Tuy nhiên có thể là người dùng không có nhập vào một cái chuỗi số mà người ta nhập vào một cái chuỗi ký tự chẳng hạn như nhập ABC. Thì nó sẽ dẫn đến là cái ngoại lệ là input mismatch exception. Lúc này chúng ta cần bắt nó. Thật ra trong một số chúng ta có thể không cần phải nhớ tên của tất cả các ngoại lệ đâu, chúng ta có thể chạy thử chương trình chúng ta và xem nó có gây cái ngoại lệ nào. Thì khi mà nó gây cái ngoại lệ nào đó thì chúng ta sẽ thấy tên của nó dưới đây, và lúc này chúng ta sẽ sử dụng tên của cái ngoại lệ đó để chúng ta dùng trong cấu trúc try catch. Thì để tránh gây cái lỗi ngoại lệ giống như ở trên thì lúc này chúng ta sử dụng cấu trúc try catch và bắt nó. Cái câu lệnh mà nó khả năng gây lỗi ở trường hợp này là cái câu lệnh nhập dữ liệu vào ở đây. Chúng ta bao nó lại với cái cấu trúc try catch sao mình được try này. Rồi chúng ta để tên cái lớp gây ra ngoại lệ ở đây là lớp input mismatch exception, giống như cái thông báo lỗi trên đường dài này, input mismatch exception tên của nó là cái lớp này, cho nên chúng ta để nó tên cho nó vào trong cái mệnh đề cast, rồi sau đó khai báo một cái biến của cái lớp này. Thì cái biến cái khi mà cái lỗi nó xảy ra đó thì các cái thông tin liên quan đó, nó sẽ được lưu trong cái biến này. Và chúng ta có thể sử dụng cái biến này để in ra cái thông báo và xem các cái thông báo tương ứng ở trong bên trong cái khối lịch cast. Ở đây đó thì sau khi mà nó rơi vào cái lỗi này, ta thực hiện câu lệnh continue, tức là tiếp tục thực hiện cái lệnh tiếp theo. Còn không thì nếu như không bị lỗi đó, thì ta thực hiện cái câu lệnh là đọc cái một cái thực hiện câu lệnh finally, tức là nếu như không bị lỗi đó, nó không thực hiện tới khối lệnh này đó thì nó không thực hiện continue, nó sẽ thực hiện cái khối cái lệnh trong cái khối trong cái mệnh đề finally này. Lúc này nó sẽ thực hiện câu lệnh là x chấm netlist, tức là nó đọc bỏ đi cái ký tự xuống dòng ở trong cái mệnh đề, rồi sau đó nó hót ra khỏi cái hàng cung lập. Nha, tôi sẽ ví dụ thử cái xử lý ngoại lệ chúng ta xem. Ví dụ đây chúng ta có cái đoạn ví dụ về hai số A và B, nó sửa lại chương trình này một tí. Chúng ta có một cái đoạn dữ liệu nhập vào A và B, chẳng hạn như đây chúng ta không có nhập vào một cái chuỗi số mà chúng ta nhập vào một ký tự, chẳng hạn ta nhập nó như thế này, nó sẽ in ra thông báo lỗi input mismatch exception. Thì cái tên của các hệ thống xanh đó thì chúng ta không cần phải nhớ đâu, chúng ta có thể dựa vào các thông báo lỗi phía trước phía sau thì chúng ta xác định tên của nó. Thì cái ở đây cái lệnh mà gây ra lỗi nó ở vòng vòng thứ 12, vòng thứ 12 cái vòng thứ 7. Thì thật ra hai cái câu lệnh này đều có khả năng gây ra lỗi, cho nên chúng ta sẽ bao nó trong cái cấu trúc try catch. Chúng ta copy cái tên của cái exception đó rồi đặt tên biến cho nó em. Bên trong là cái đoạn xử lý. Thì ở đây cái lớp exception này nó đòi hỏi chúng ta phải import cái lớp import vào. Thì chúng ta import vào rồi. Nó nằm trong cái gói dữ tiêu. Giờ vào trong dữ tiêu nó nằm trong cái gói này. Chúng ta
Vinfast đang làm. Dạ vâng, trong VT, trong Improved Mix Market Assessment. Thì trong SNIP thì mình đã, khi chúng ta sử dụng một cái lớp mà nó mà chúng ta chưa import vào thì tự động nó sẽ gợi ý cho chúng ta để chúng ta import vào. Ví dụ như cái lớp scanner này, chúng ta sử dụng nó mà chúng ta không có import vào thì nó sẽ báo cái loại đỏ, chúng ta ray chuột chúng ta gần đó, thì nó sẽ đề xuất cho chúng ta một số các phương thức để fix lỗi, fix bug, tức là để sửa lỗi đó. Thì cái dòng đầu tiên là nó gợi ý là chúng ta phải import cái lớp scanner vào từ cái lớp từ khối từ cái bucket server chấm view tiêu, chúng ta nhấp vào đó tự động nó sẽ import vào chúng ta. Rồi ở đây chúng ta có thể xử lý in ra cái lỗi quản lý chẳng hạn. Chẳng hạn đây in ra thông báo nhắc nhở người dùng là cần nhập vào một chuỗi số, không phải nhập vào một chuỗi ký tự. Lúc này chúng ta có thể nhập vào chuỗi ký tự. Thì nó sẽ thực hiện cái chỗ lệnh khác này và nó yêu cầu bạn in cái chuỗi cần nhập vào chuỗi số thay vì không phải là chúng ta không phải là nhập vào một cái chuỗi ký tự. Trong trường hợp chúng ta nhập vào chuỗi ký tự thông thường thì nó sẽ không gây ra, nó sẽ không gây ra lỗi chuỗi số thông thường là như này, nó sẽ không gây lỗi thì nó sẽ không rơi vào cái trường hợp cache này. Dẫn được trái cache cũng có thể, nhưng mà thông thường thì chúng ta nó cũng vẫn có thể làm, nhưng mà thông thường thì chúng ta không có làm gì trong của nó, trong gói gói chúng ta nên khách đối với một khối lệnh nào đó có lỗi nào đó thì chúng ta khách từng trường hợp thôi, chúng ta không nên lòng nó vào trong gì khác. Ví dụ như đây nếu như có một cái lệnh nào đó nữa có gây ra một cái lỗi nào đó chúng ta tiếp tục khách nó thôi, lòng vào nhau làm gì cho nó rối loạn gì. Hai khách mà lòng vào nhau thì vẫn được, mình nói dối chứ. Tôi cũng chưa bao giờ thực hiện trái cách lòng vào nhau.